Đoàn khảo sát Trung ương về đề tài trọng điểm cấp quốc gia, bài học dân là gốc, dân là trung tâm và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. Phó trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang và trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung đồng chủ trì buổi làm việc. Đà Nẵng đã cụ thể hóa và linh động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương nhằm khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư. Trong vòng 25 năm, Đà Nẵng đã thu hút được 444.967 tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Cơ cấu ngành kinh tế của thành phố đã có sự chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản. Kinh tế tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Vốn đầu tư trong giai đoạn 2017-2020 bình quân tăng khoảng 15,85% một năm. Từ năm 2003 đến nay, Đà Nẵng trở thành đô thị loại 1 với 6 quận, 2 huyện, 56 phường xã. Quy mô đô thị đã có sự phát triển vượt bậc. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo các chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, thành phố đã chi cho các hoạt động phòng chống COVID-19 và hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh khoảng 2.590 tỷ đồng. Đà Nẵng còn được biết đến là địa phương ban hành nhiều chính sách đột phá mang đậm tính nhân văn. Đến nay, thành phố cơ bản đã hoàn thành mục tiêu không có hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt. Đề án có việc làm của thành phố đã mang lại những kết quả thiết thực. Thay mặt đoàn khảo sát phát triển kết luận, Phó trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của thành phố Đà Nẵng trên các lĩnh vực trong những năm qua. Đặc biệt trong việc vận dụng bài học dân là gốc, dân là trung tâm, cho thấy sự đồng thuận của người dân đối với các quyết sách của thành phố, niềm tin với đảng của nhân dân ngày càng được củng cố. Bên cạnh đó, Phó trưởng ban dân vận Trung ương cho biết, đoàn tiếp thu các ý kiến đề xuất tại buổi làm việc.